để giới thiệu trước mặt thì nó không có nhiều. Hiện tại trong nhà rất là nhiều anh em nhé. Đấy, và anh em cũng nào phải cần like ở trên vị trí này. Không thể xuống trực tiếp dưới phía vỉa hè thì ánh sáng sẽ tốt hơn. Mà thôi em sẽ cố gắng quay một vòng tất cả những sản phẩm chi tiết để các bác có thể biển tiện trong việc quan sát. Anh Ngọc Sơn nhá, em có luôn. Anh thích xe gì biển 20 ạ? Anh em quan tâm đến gym đâu hết rồi. Em đang có cái mẫu gym này, hôm nay giá sẽ xuống cực kỳ hợp lý đây. Có anh Đông Gà Trọi hỏi có Way Thái hay là Win Way à anh? Way thì em lại đang không còn Way Thái rồi. Way Thái không còn, Way có gym, này, gym lên chưa? Gym Việt lên Thái này. Way Alpha. Em lên con chưa, này đi. Chưa, Way Alpha chưa. Giao lưu anh em đầu like con xe Dream Việt Nam 2004. Dạ vâng, hàng được dọn dẹp đồ đạc lên phục vụ hàng Thái. Với các cái chân nan vành vẫn là của Honda Goshi, càng có tỉa, các cái trục giật vẫn còn, càng Badmeier là tỉa thôi. Nhựa là vẫn còn nguyên bản đây các bác này. Yếm là vào yếm Thái, mặt cũng là vào mặt Thái rồi. Đấy, đầu bò đây, cháu quay cái đầu bò ở phần dưới này cho các bác xem. Khô và rất đẹp đúng không ạ? Da máy của bản 2004, hàng da máy cũng đã có tỉa qua nhá, tem mình lên tem Thái, đồ nhựa càng và đồ này chắc em phải phụ thêm cái đèn cửa lát để các bạn nhìn nó sáng hơn. Đây cũng đã được dọn rồi nhá, hàng này là hàng Việt Nam được dọn, nhân tiện là chủ đầu tư quả Thái lên luôn, càng này là vào càng Thái này các bác này. Thủ ốc trục là bô đấy, có lên Thái nhưng mà đã sơn tỉa lại, tức là hàng lên Thái và đã dọn đẹp để anh em dễ hình dung. Đúng rồi, đúng biển luôn anh em nhá, biển 29T4 này 2870 đấy, dành đây là đã lên một bộ tem Thái này, càng Thái này, bô thì bô tàu thôi, không được bô 2543 nhưng được cái là bô bây giờ bô tàu nó cũng giòn anh em ạ, không được chắc đét thôi anh em nhé, chứ còn là vẫn ngon, vẫn tít, vẫn chạy hợp lý, cái dáng dấp của những dòng xe huyền thoại rồi đúng không ạ. Gym thì chưa bao giờ hết mốt hết hot cả, em thấy rất nhiều các bác với đủ các phân khúc giá từ ở mức dưới 20 hay là trên 20 hay thậm chí cao tiền hơn, em thấy gym cũng vẫn được các bác ủng hộ và đón chào rất nhiều. Thì trước gym Việt Nam 2004 được dọn, được giật vào đồ Thái để anh em có thể quan tâm cân đối. Giá cả thì hôm nay trên live này, bữa trước là em vẫn live là 20. Hôm nay thì thôi anh em nào quan tâm thì để anh em 19 triệu, bớt hẳn sâu hơn 1 triệu luôn. Đấy, mưa gió và cũng là buổi live lại. Nhựa mưa gió các bác nhé. Đây càng này bảo nhựa là còn nguyên hết đấy các bạn. Đây nhựa này, mặt đồng hồ này, máy này. Rồi quay cả gầm nhá, quay cả gầm, cháu quay cả gầm bên này cho các bác xem. Đây gầm này, gầm này, gầm min min gầm này, gầm gầm xe đây. Rồi 19 triệu cho một chiếc Dream Việt Nam 2004, hàng thụt đồ đạc nhũ vẫn còn tương đối, được dọn giật càng lên Thái, tem lên Thái, bô thì là bô liên doanh, yếm và mặt nạ cũng lên Thái rồi. Đấy, bác nào quan tâm thì liên hệ giúp em nhá, cũng nhìn cứng cáp vừa vặn, giá tiền cũng là hợp lý phải chăng rồi ở cái rồi phân khúc này. Giá không tình yêu thương cho anh em nhé mọi người, 2004 Dream Việt Nam được lên tem Thái này, vâng, càng Thái này, bô thì em cũng báo cáo với anh em rồi, bô liên doanh đấy, bô liên doanh đấy. Máy móc thì thực ra những dòng xe này dành cho anh em nào thôi, nó là hàng vừa tiền, gọi là đi ăn đi làm cũng được, Grab xe ôm cũng được đấy, không phải là hàng xuất sắc mọi người nhá, hàng tương đối ok thôi. Máy thì đấy, bền bỉ, máy bền rồi. 12.800.000 ôi 2023 2023. Đấy con này thì anh em thôi, nó là hàng này lại rượu nhạt bán cho người nhớ anh em nhá, 3.400 cây đẹp. Rồi, xuất sắc. Lành bền và giữ giá nhất đây, như vàng ta luôn. Nếu xe ga thì Vision top 1, không dám ai nhận cao hơn cái hàng giữ giá hơn dòng này. Toàn bộ cái phần bản thân nó là đẹp. Chiêu ơi, xe chùa có giấy Hà Nội 2023 này, phần ốc này, phần đĩa này, lốp này, càng này, còn nguyên tem này. Hay cái sinh nhan các bác nhớ nhá, cái phần này nó không được dạn hay không được đục. Hay cái pha cũng vậy, nó phải trong. Và tất cả các cái chữ khắc thêu nổ chìm bên trong là phải nguyên bản hết. Đấy, hàng tránh hàng file, hàng fake, tránh hàng fake. Logo này nguyên tem bản sport này, các bạn nhìn này, sport này, edition này, bản giới hạn thể thao. Phần gầm thứ nhất là những phần mình phải chú ý đến cái phần xước hay chân trống này, không có bị vẹt lỗi để chân này, sau trước này, đều rất đẹp đúng không ạ. Da máy cũng còn nguyên bản, tem trên, tem dưới, tem trên đều rất đẹp. Bửa lát này, lốp sau cũng còn nguyên bản, xẻ rất mới rất đẹp. Đến rồi, cái tay sách cơ mà còn bên em còn nguyên bản, chưa có mông má thay một chi tiết gì. Đấy, anh em nhìn lướt của lướt rồi. Rồi. Rồi quay nốt bên này cho cô. Đấy, hàng đẹp không? Anh em nhìn này. Bản đen sần, tem nổi này. Bản 2023 đây anh em nhìn cho em.
2023 anh em nhá, Denson đây. Đi sang được tháng 2 2024 mới lăn bánh trên đường. 3.400 cây. Tháng 2 2024. Có gì phải lăn tăn đâu. Rồi, một vòng bên kia. Đấy, chạy xăng thì có 1,5 lít 100 cây. Yên nó cao nha anh em nhá, bình thường cái dòng kia là yên nó thấp hơn. Bản này tên nó là bản cá tính. Bản cá tính. Chiều cao của nó cũng sẽ là xứng đáng cho các chị em nhỉnh và có đam mê cái dáng đẹp, ngồi đẹp thì cao hơn một tí. Đúng rồi. Còn các mẫu bản khác nó sẽ thấp, thế nhỏ, nhiều chị em lại chê. Nhưng mà form dáng này, bản này nó cũng sẽ là top bản đắt nhất của dòng Vision, cạnh tranh với những cái bản thể thao là bản cá tính này. Có hai màu thôi, đen và xanh. Màu đen còn giá còn đắt và chạy hơn cả những cái màu đen phần xanh. Kiểu dáng này, cái form dáng nó cao hơn. Ví dụ như bình thường là em có con xe, cái vành nó là vành kia, nó thấp hơn một tí. Bình thường là em sẽ đi không bị nghến. Nhưng mà con này đi là anh em cứ dáng, các chị em anh em đi cũng được, dáng cứ cao tầm khoảng 1m55 trở lên đấy là đi rất là ok này. Đây, chân nó vừa cao, biển đẹp nhá. 29 đi 5 89582, giá là 37 triệu, giá thì cũng phải xứng đáng rồi. Xứng đáng đấy, nhưng thôi mà em. Bác nhớ cho em là biển Hà Nội nó là chạy có lướt mấy nghìn, chính xác là hơn 3.000 cây. Toàn bộ cái phần trục ốc phay lốp đồ nguyên bản hết theo xe em vừa tả rồi, nên các bác có thể thấy hàng rất đẹp, xứng đáng cho những bác nào đang quan tâm đến xe lướt. Biển sẵn Hà Nội 37 triệu, 2024 nếu theo đăng ký tháng 2 2024. Tất cả các linh kiện đồ đạc sản xuất ở cuối 2023. Tay sách Oppo vẫn còn nguyên, tay nắm cùi tem càng vành lốp đều liền lạc hết, các bác thấy nó đẹp thế này. Đấy, bác nào quan tâm đến xe lướt thì cứ liên hệ, hàng đúng là rượu nhạt, bán cho những bác thật sự. Nay có Dream ban đầu lai có con Dream đấy anh em ạ. Đầu lai có con Dream đấy là 19 triệu 500. 19 năm. Vâng, cảm ơn nhiều. Mẫu này được bác quan tâm hơn vì nó lại rẻ. Đấy là ưu điểm nó là rẻ, hợp lý về kinh tế thì rất hợp lý với cái phân khúc giá 7 thôi, nhưng mà giá tiền nó hợp lý hơn thôi. Rồi, Vision anh em nhá, Vision 2017 màu đỏ dành cho các chị em anh em mệnh thổ mệnh hỏa cho em. Vào đây con, vào đây quay đi. Khi cô đã đưa tay vào là con bắt đầu con vào cái mặt cho cô này. Đấy, xong quay cho cô cái. Đấy, vành bánh tan nan đẹp không anh em? Vision. Rồi, tiếp tục đưa theo tay cô rồi. Xa người ra một tí, đưa khi nào con nhìn thấy ở trong cái hình ảnh nó là ok được là được. Rồi. Rất là đẹp anh em nhé, bản 2017. Tay sách thì được có được spa, củ láp được đều anh em ạ. Hiện tại xe vẫn đang nổ, biển 29T1 Hà Đông 73518. Xe vẫn đang nổ anh em nhé. Đây, máy 110, rất là êm. Đấy, cái dòng này các chị em sẽ ưu tiên vì dáng nó lại nhỏ nhỏ gọn gọn, mà giá thành thì nó lại hợp lý. Cân có 96kg, gần như là nặng hơn chiếc Dream một chút thôi, để các bác biết được giá nó, dáng xe là trọng lượng rất hợp lý. Ăn xăng thì đâu đó cứ 2 lít là các bác thoải mái 100 cây rồi, không có xi nhê gì cả. Hàng siêu tiết kiệm xăng. Giá tiền thì hôm nay trên like là còn 23.800, cũng là những cái giá rất là hợp lý cho các bác lấy Vision biển Hà Nội. Hàng FI 23.800.000 anh em nhá. Màu đỏ đẹp luôn. Đây các bác nhớ cho em những cái chi tiết xi nhan này. Nó không có dạng, không có bị ố đục. Mặt xi nhan, mặt pha, hàng rất đẹp. Máy nguyên zin. 23.800. Vâng, 23.800 chiếc Vision này anh em nhé. 2017, vâng. Anh Phạm Tuyển anh đang bảo xem lại con AB 110 màu đỏ 7778. Con đấy là 16 máy còn zin anh nhé, 16 máy còn triệu. Nguyên gì? Chính xác, vâng. Nẹp mạ inox. Đời 11 rồi anh ạ, đời chót, đời cuối cùng. Đăng ký năm 2011 rồi. Đúng rồi. Đấy, anh có thích thì yêu em đấy thì anh liên hệ trực tiếp với số online bên em để các bạn ấy gửi lại hình ảnh cụ thể cho anh nhé. Đấy, Long đấy ạ. Long đang... không một xe nào là vào là bắt đầu là hình ảnh chi tiết cho anh em. Vâng. Đấy anh em, tất cả những anh em nào mà trong cái phiên live mà bọn em live mà kiểu gì phải có hình ảnh trước khi bọn em live hoặc là sau khi live xong một phát là có hình ảnh ngay nhiều cho anh các em bác luôn. Xem trực tiếp nhưng mà vẫn cần phải xem chưa ảnh được hơn để nghiên cứu tiếp đúng chưa không? Chưa được xem hình ảnh là các bạn ấy sẽ là cái người trực tiếp mà có những ảnh hình ảnh cụ thể luôn ấy ạ. Rồi em ơi, đi đi. Hôm nay mệt à? Hôm nay có tớ qua có tí rượu tí chè nào không? Hôm qua mưa gió chắc là có tín men. Thằng bé này cứ vừa làm vừa ngồi. Rồi một chiếc V1 anh em nhé, Winner V1 cho anh em đây rồi ạ. Winner. Xe bây giờ giá như vui, chính xác toàn có mười mấy triệu các bạn đã làm luôn chiếc côn tay 6 số.
được động cơ 150, khung sườn sản xuất theo tiêu chuẩn của động cơ 150, nó sẽ bốc, nó sẽ đầm chắc chắn hơn hẳn đối với những khung quay 110 rồi. Đúng rồi anh Gia Phương Hương ơi, cái sườn này. Hàng là rất đẹp nhá, các bác có thể xem với cái màu vàng đen còn nguyên bản đây, càng vành cũng là liền lạc theo xe hết. Xe nó zin thế này mà, đây các bác nhìn đĩa vành đồ này, cũng đều nguyên bản hết, đến lốp 17 vẫn còn nguyên theo xe. 4917 cuối năm 2017 lốp còn zin, xi nhan đèn đều liền lạc theo xe hết. 2017 vâng. Màu đen vàng. Đấy, giá thì cực kỳ yêu thương bằng một chiếc xe Way bình thường anh em ạ. Anh em nào đang cân đối cho em một chiếc xe Way zin, thích zin thích Way, mình có thể đổi sang một chiếc côn tay 29S175091 cho em. Màu đen vàng anh em nhé, đây anh em nhìn. Đấy, V1 xong có thể em nổ máy cho anh em nghe luôn. Đấy. Đăng ký 2018. Hàng là máy nguyên zin, sơn tem cũng là liền lạc theo xe hết. Động cơ 150. Anh em nào có nhu cầu quan tâm đến xe côn thì cân đối với cái giá 18 triệu hôm nay em để trên line, 18 triệu anh em có thể sở hữu một chiếc côn tay bản 6 số nhá. Hàng động cơ 150, máy còn nguyên bản, lốp trước vẫn còn theo xe, đăng ký tận 28 rồi. Cũng rất mới đúng không ạ? Đời chót cuối cùng của những chiếc Winner V1 này mà còn 18 triệu. Cái xi nhan này em vẫn tả, những cái xi nhan hay những cái pha đều còn nguyên bản hết. Chưa bằng một con xe Way mới. Chính xác. Mà máy zin các cái sơn tem này này, các bác nhìn các cái xước nhẹ này, nó đều là nguyên bản hết. Cái màu sơn vàng này cũng là theo xe. Đấy, những cái em chưa bao hồ sơ anh em nhá. Tem này. Bao hồ sơ đâu ạ? Cái tem zin nó đẹp ngay. Chủ dán ni lông em bóc ra đây mà. Đấy, đánh bóng lên thôi. Cái bửa máy này đẹp ngay, qua công nhận không? Sướng nhờ, nhìn ngay. Hàng có 18 triệu các bác ạ, biển Hà Nội nữa chứ, lốp vẫn còn nguyên bản. Chủ đi thế này nên bán cho các bác rồi thì còn mua, thì anh em mua cái xe gì lốp trước lốp sau vẫn còn theo xe. Đây anh em nhìn hộ em test rất là kỹ càng rồi anh em nhá. Cái lắp bình xăng thì thôi, cái này là do chủ cũ người ta đi, người ta để cái rẻ ướt khăn lau ướt lên đây, bác nào là cũng không tránh được, rẻ cũng phải lưu ý. Rồi 18 triệu đồng 2018 2018 mà 18 triệu đồng. Quay nốt cái mặt cho cô nổ lại một lần nữa cho anh em nghe nhé mọi người nhá. Cân đối cho em một chiếc xe Way, xe zin đâu ấy, đâu ấy? Đây là đi. Không phải lên đầu thì lên đi. Quay xong một phát giới thiệu xong rồi bắt lên đầu luôn. Đấy, anh em nhìn cái mặt này, cái mặt mũi pha tính đều đẹp. Trong veo. Tem mát nguyên zin. Nguyên bản. Đấy, được cái nguyên bản anh em 18 triệu, có những con có 16 triệu hơn thôi. Vâng. 16 17 triệu em có nha anh em nhá. Nhưng mà con này được cái nó đẹp. Đúng rồi. Con giá nó cao tè nó không tí. Cả lốp còn theo xe mà các bác. Tận đăng ký 2018 rồi. Biển Hà Nội nhá.